Anh về đây thăm quê em, thăm lớp vò Đồng Tháp. Đồng Tháp đất quê ta, sông nước bát ngát phù sa. Mỗi lần đến mùa là bà con nhộn nhịp sắp thùng ra, chất cam quýt, thường lái đến thu mua, được giá nữa. Mọi người cười cười nói vui lắm. Nhưng giờ hết rồi. Giờ đất đây đó, nó ra vô dịch bệnh vậy đó là hai ai cũng đều bỏ đi làm. Người trẻ thì bỏ xứ, bỏ nhà đó, đi mấy khu công nghiệp ở xa, làm kiếm tiền trả nợ hết rồi. Nghĩa là vàng trăm họ chết hết thôi, vậy đó. Chết xong rồi chồng lại vẫn chết. Diễm đặt cái chồng xuống cái nó không chơi. Nó hư quá nhiều luôn. Phần nó kém chất lượng á. Không có thuốc nào trị được cả. Hồi trước là đi đâu cũng nghe tiếng nói cười. Giờ chỉ có người già ngồi nhà, nhìn vườn cây xác xơ thở dài. Do phân bón hóa học làm giả không kiểm soát được, rồi cả cái vùng này đều bị chứ không phải mình, nên cũng đành chịu. Hành trình trở về miền Tây của chúng tôi chuyến này là những tiếng thở dài, là nỗi lo lắng canh cánh, tiền ăn, tiền học, tiền lãi ngân hàng, 3 năm chăm bẵm, bao nhiêu tiền phân thuốc, mồ hôi, nước mắt. Đến ngày thu hoạch thì Tết tới giờ chưa bán được ký nào. Trồng lỗ vậy đó, mà cho nên không còn khả năng nữa, chặt làm củi. Hết nổi rồi, giờ bỏ đi mặn chứ gì vậy. Lỗ, hôm nay là lỗ. Bán hôm Tết tới giờ là chưa có bán được, giá quá thấp luôn. Những trăn trở, những khó khăn cứ đè nặng lên những người con xứ này. Những người con từng rất tự hào, nhiều người giàu lên nhờ cam quýt. Đất giờ chai hết rồi, có còn dinh dưỡng đâu. Kỹ sư của mấy công ty phân bón cũng về lấy mẫu đất xét nghiệm. Giờ họ cũng nói thua rồi, giờ chỉ có để đất đó mấy năm thôi. Họ hiểu và chính họ cũng đang phải chịu những hậu quả của việc phun thuốc. Họ muốn thay đổi, cũng muốn theo nông nghiệp sạch. Nhưng đầu ra, thị trường có chịu không khi thương lái chỉ trả giá cao cho trái đẹp, rồi bị ép giá quá. Giờ chỉ mong ai đứng ra làm thành công, thì cả cái vùng này sẽ sẵn sàng làm theo thôi. Bây giờ nó có đầu ra, một điểm nhất thứ hai nữa là thấy đạt thì người ta mới theo à. Dạ. Nếu mà được vậy đó thì nhà nông người ta mừng lắm à. Vốn nó nhẹ nè, rồi mà nó đạt nữa thì ai cũng mừng hết trơn chứ. Cô cũng mong ước sao mình trồng được cái cây, cái trái gì đó mà mình đưa ra thị trường để bà con mình tiêu dùng. Ai cũng phải có một thương lái, nhưng mà đừng có ép giá mình quá. Đó là những gì chúng tôi trăn trở suốt chuyến hành trình này. Những tưởng đến với những vườn hữu cơ sẽ là những câu chuyện vui, là những niềm tin và hy vọng. Nhưng đâu đó thực tế lại khác. Bán theo kiểu là cầm chừng để có lương cho anh em thôi. Nó rất là bấp bênh. Đầu ra mình không cạnh tranh với rau việt gáp và các loại rau thông thường được. Mà bán bằng giá với việt gáp này kia thì mình lỗ. Anh trồng rau chủ yếu anh cho người ta ăn thì nhiều hơn. Mình tặng cả xóm này ăn lần. Cho không được nữa đem đi đổ. Người tiêu dùng quyết định thị trường. Thị trường quyết định hướng canh tác của người nông dân. Tự hỏi có ai muốn phun thuốc trừ sâu, dùng chất hóa học để mang bệnh vào ta, hại luôn cả người, nếu không vì bốn chữ cơm, áo, gạo, tiền cơ chứ. Đó là những gì chúng tôi trăn trở suốt hơn 3 năm qua, từ những ngày đầu với Zai Farm và lần trở lại này với Medifood. Người tiêu dùng đã có cái nhìn đúng hơn về thực phẩm sạch, nông nghiệp thuần tự nhiên. Người nông dân khi cuộc sống bớt khó khăn hơn, không còn bị ảnh hưởng bởi thị trường, có còn phải phụ thuộc vào phân bón hóa học hay là thuốc trừ sâu? Tôi xin để câu trả lời đó cho chính các bạn, những người có thể đã từng sinh ra và lớn lên từ chính mảnh đất khó khăn của quê hương mình, những người luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình. Nếu đâu đó bạn có cùng nỗi trăn trở như chúng tôi, xin hãy đồng hành cùng Medifood trên hành trình này.